Đứng cạnh mình đây là một cây hoa giấy ngũ sắc đang khoe sắc rất là rực rỡ. Cũng gần đến dịp Tết Nguyên đán rồi, nếu bạn vẫn chưa tìm được vài hoa nào đẹp để trang trí cho khuôn viên gia đình mình trong dịp Tết đến xuân về, thì các bạn có thể tham khảo với cây hoa giấy ngũ sắc và 8 loại hoa đẹp khác mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong video ngày hôm nay. Đứng cạnh mình đây là một cây hoa giấy ngũ sắc cổ thụ có tuổi đời lên tới hàng chục năm tuổi. Cây hiện tại đang khoe sắc rất là rực rỡ. Chiều cao của cây tính từ mặt trọng là 3m và cái bề rộng tán một chiều là 4m và một chiều là 2,5m nhé. Cây hiện tại thì có đủ 5 màu, đó chính là màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu trắng và màu vàng. Hoa giấy là một cây dòng cây thân gỗ lâu năm, cây có tuổi thọ cao và rất là dễ trồng và chăm sóc. Ngoài cái sắc đẹp ra thì cây hoa giấy ngũ sắc còn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Về mặt phong thủy, nó tượng trưng cho sự đoàn tụ, sum vầy, mang lại nhiều cái may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Cây hoa giấy ngũ sắc này nó có cái bộ gốc bộ rễ rất là đẹp, gốc xoắn, cái vanh gốc của nó được khoảng tầm 110, tương đương với cái đường kính gốc khoảng tầm 35cm các bạn nhé. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước, chủng loại cây khác nhau, như cây mình đang giới thiệu với các bạn đây, nó cao khoảng tầm 5m, bề rộng tán thì một chiều rộng khoảng tầm 4m và một chiều là 2,5m, cành tán cũng rất là sum suê, đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 20cm các bạn nhé. Đấy thì giá cây thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là độ tuổi, chiều cao, kích thước và cái dáng thế của cây. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây quả ngoại nhập. Các bạn có thể đặt hàng qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc. Nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn 8 loại hoa đẹp khác. Các bạn có thể tham khảo để trồng cho khuôn viên gia đình mình trong dịp Tết đến xuân về. Loại hoa đầu tiên mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa trà mi. Nhắc đến sắc hoa là chúng ta phải nghĩ ngay đến loài hoa này. Cây hoa trà mi mà mình đang giới thiệu với các bạn đây đó chính là dòng hoa trà mi tứ quý, hoa lở quanh năm. Khi hoa lở thì có màu đỏ thắm, cánh hoa đan xen lại với nhau, tượng trưng cho cái sự may mắn, đem lại nhiều phú quý, tài lộc cho gia chủ trong dịp Tết đến xuân về. Đặc biệt thì giống hoa trà mi này có khả năng chịu nắng nóng rất là tốt, hoa lở rất là sai và bền hoa gọi nhé. Hoa trà mi thì nó cũng có rất nhiều cái chủng loại và màu sắc khác nhau. Đây là bông hoa trà mi ngũ sắc, hoa thì có hình dạng búp sen, những cánh hoa đan xen lại với nhau, hoa lở rất là lâu và bền, kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán. Còn đây là cây hoa trà mi màu đỏ cung đình, một cái giống hoa trà mi cũng rất là đẹp. Còn đây là cây hoa trà mi hồng thơm vậy nhé, không những đẹp mà nó còn toát ra một cái hương thơm rất là quyến rũ. Các bạn trồng đến dịp Tết Nguyên đán là sẽ được một cây hoa trà mi đẹp như này các bạn nhé. Hoa là rất là sai và bền hoa, kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tháng. Loài hoa thứ hai mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa anh đào Nhật Bản. Đây là biểu tượng của đất nước Nhật Bản các bạn nhé. Đấy, hoa thì cũng là một cái dịp Tết Nguyên đán rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, còn đây là những cây hoa anh đào trưởng thành hiện tại ở vườn nhà mình, nó cao khoảng tầm gần 4m và đang cho lũ rất là sai. Đây đều là những cây thoát thân của nó được khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm 5-6 phân. Vườn nhà mình thì có rất nhiều cái kích thước khác nhau. Có một loại đường kính gốc khoảng tầm 5-6 phân và một loại đường kính gốc khoảng tầm 8 đến 10 phân. Đấy, cây nào thoát thân cũng rất là thẳng. Đấy, thoát thân khoảng tầm 1m1, 1m2. Đấy, đều là những cây bên mình nhập khẩu nguyên bầu về, bầu rễ phát triển rất ổn định rồi nên là các bạn trồng nó sẽ rất là đảm bảo. Hiện tại thì cũng đã đến mùa cái cây hoa anh đào này, nó hình thành cái rũ nhỏ. Đặc điểm của cái giống hoa này là khi cây nó lở hoa là những cái lá này nó sẽ thay lá nhé, lá nó sẽ vàng và rụng dần. Đây là cái đặc điểm tự nhiên của cây nhé. Đấy, mỗi chùm hoa thì sẽ có khoảng từ 3 đến 5 cái bông hoa nhỏ kết hợp lại. Đấy, khi hoa lở thì sẽ rất là đẹp, nó cũng lở vào cái dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy thì cũng rất nhiều gia đình lựa chọn trồng cái loài hoa này để trang trí cho cảnh quan, khuôn viên, sân vườn. Nó đem lại cái sự may mắn, phú quý, tài lộc cho gia chủ các bạn nhé. Những cây hiện tại ở vườn nhà mình đã bắt đầu hình thành rất nhiều cái lụ nhỏ như này các bạn nhé, rất là sai hoa sai lụ. Một cái cây trưởng thành như này phải cho hàng nghìn lụ mỗi nghìn lụ hoa. Đấy, rất là sai hoa, thời gian nở hoa thì kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Cây thì có cái tuổi thọ cao và sức sống rất là tốt các bạn nhé. Những cây trưởng thành thì nhiều cây có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 10 đến 15m nếu mà trong điều kiện sinh trưởng phát triển tốt. Thì tùy theo cái khuôn viên gia đình chúng ta thì các bạn có thể trồng cái cây này, tạo tán cho cây để làm sao nó phù hợp với khuôn viên gia đình mình. Chúng ta có thể giới hạn chiều cao khoảng tầm 3 đến 5m. Loài hoa thứ ba mà mình giới thiệu với các bạn, nó mang một cái nét đẹp rất là quyến rũ, đầy thanh cao, đó chính là cây hoa mộc lan. Hoa lở có hình dạng búp sen, mỗi bông hoa dao động khoảng từ 8 đến 12 cánh hoa. Chiều dài mỗi cánh hoa nó dao động khoảng từ 10 đến 12 cm.
hoa mộc lan thì nó sẽ thường nở vào cái dịp cuối năm, dao động từ tháng 11, tháng 12 đến tháng 1, tháng 2 năm sau vậy đấy. Đấy, hoa nở kéo dài qua dịp Tết Nguyên Đán, nở rất là bền vậy đấy. Đấy, hoa thì có màu tím hồng như này, đấy, rất là đẹp và cho ra một cái hương thơm rất là dễ chịu. Còn đây là cây phong lá đỏ Nhật Bản, nó là một loại cây cảnh, cây phong thủy mà được rất nhiều người lựa chọn để trồng trước hiên nhà gọi nhé. Nó là một cái dòng cây thân gỗ, cây trưởng thành thì có thể đạt tới chiều cao lên tới khoảng tầm 7 đến 10 mét vậy nhé. Lá phong lá đỏ có cái màu đỏ thắm, trong phong thủy thì nó mang lại cái sự may mắn thịnh vượng cho người trồng. Cây hiện tại mà mình đang giới thiệu với các bạn thì nó cao khoảng tầm 6 mét, tán rất là tròn đều. Cái chiều dài thoát thân thì nó dao động khoảng tầm 1m4 đến 1m5. Đây là những cây phong lá đỏ thoát thân nguyên bản vậy đấy, đấy rất là đẹp. Loại hoa tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa tuyết sơn phi hồng. Cây hoa tuyết sơn phi hồng thì nó còn được gọi với một số tên gọi khác như là cây tuyết sơn hay là cây tuyết sơn phi hồ. Nó có nguồn gốc xuất xứ từ miền Nam nước Mỹ và khu vực ở miền Bắc Mexico. Cây hoa tuyết sơn phi hồng thì hiện nay cũng đã được trồng rộng rãi ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cây thích nghi rất tốt với cái điều kiện khí hậu của miền Nam. Cây hoa tuyết sơn phi hồng này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi. Các bạn có thể trồng trong chậu hay là trồng ngoài đất thì cây đều sinh trưởng và phát triển tốt vậy đấy. Nó là một cái dòng cây thân gỗ bụi. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao nó dao động từ tầm 2 đến 3 mét. Hoa thì có màu tím và lở gần như là quanh năm. Lá cây thì có cái màu xanh bạc xen kẽ với những cái bông hoa màu tím hồng, tạo lên một cái vẻ đẹp rất là quyến rũ. Chính vì vậy thì rất nhiều người sử dụng cái loài hoa này để trang trí cảnh quan sân vườn, trang trí các quán cà phê, khách sạn, nhà hàng, các khu đô thị, nghỉ dưỡng gọi đấy. Loài hoa tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa mộc phương. Nếu như hoa trà mi nổi tiếng với cái sắc hoa thì cây hoa mộc phương này lại nổi tiếng với hương thơm rất là quyến rũ quá nhé. Chính vậy thì người xưa mới có câu là sắc trà hương mộc để nói đến cái hương thơm của cái loài hoa này đặc biệt như thế nào. Hoa mộc phương có màu vàng chanh, hoa mọc từ thân mọc ra, mỗi bông hoa thì có 4 cánh. Hoa mộc phương cũng là một loài hoa mà được rất nhiều người lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn. Nó mang lại cái tài lộc phú quý cho gia chủ vậy nhé. Đấy, những cây hoa mộc phương trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 3 đến 4 mét, cành cả rất là sum suê. Loài hoa tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa hồng phúc. Cái giống hoa này thì cũng đã được du nhập về Việt Nam được khoảng từ 2 đến 3 năm gần đây. Thì cây nó sinh trưởng và phát triển rất tốt trong cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Hoa hồng phúc thì nó sẽ mọc thành chùm và nó sẽ là quanh năm vậy nhé. Khi nở thì nó sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp mắt như này. Màu đỏ tươi kết hợp với cái màu xanh tím của lá tạo lên một cái vẻ đẹp rất là quyến rũ. Hồng phúc được xem là cây phong thủy tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy. Đồng thời thì màu đỏ tươi của hoa kết hợp với cái màu xanh tím của lá còn được xem là cát tường, đem lại may mắn, thành công và tài lộc cho người trồng. Loài hoa cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong cái video ngày hôm nay thì đó chính là cây hoa mai xanh của Thái Lan. Là một loài hoa mà vừa là cây thân leo, vừa là cây thân gỗ vậy đấy. Cây càng lâu năm thì nó ra hoa càng sai. Đặc biệt của dòng hoa mai xanh của Thái này thì nó có khả năng chịu nắng và chịu hạn rất là tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu ba miền Việt Nam. Các bạn trồng chậu thì cây vẫn sinh trưởng và ra hoa rất là sai như này các bạn nhé. Mình có thể trồng hai chậu và tạo những cái khung dàn hai bên và kết hợp lại thành một cái dàn hoa mai xanh rất là đẹp như này. Đấy. Hoa thì nở gần như là quanh năm và rất là bền. Mỗi chùm hoa thì nó sẽ dài khoảng từ 35 đến 40 phân. Mỗi chùm hoa thì kết hợp từ hàng trăm cái bông hoa nhỏ lại với nhau. Cây rất là dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh nữa đấy. Và cái chiều cao cũng như là cái chiều rộng của cái khung già này thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo cái ý muốn của mình, hoặc các bạn có thể tạo khung làm tàn dù cho cây như này các bạn nhé. Cây mình đang giới thiệu với các bạn thì thế là chiều cao tổng thể của nó dao động khoảng tầm 2m5, cái tán của nó rộng khoảng tầm hơn 2m các bạn nhé. Về cái chiều cao cũng như cái bề rộng tán thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo cái ý muốn sở thích của mình. Hoa lở thì có cái màu xanh tím rất đẹp mắt như này các bạn nhé, rất là sai hoa. Trong cái thời gian sắp tới, nhà vườn Ngọc Lâm còn nhập khẩu rất nhiều những loại hoa, cây cảnh, cây quả độc lạ khác từ Việt Nam để giới thiệu với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ với những loại cây mới nhất mà bên mình chuẩn bị giới thiệu tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ nhà vườn Ngọc Lâm trong suốt thời gian qua.